Với cái việc mà lãi suất tiền gửi bây giờ khá thấp thì tôi cho rằng là cái, cái dòng tiền nó vẫn sẽ đổ vào thị trường chứng khoán nhiều hơn. Rõ ràng là giá bất động sản vẫn quá là cao so với lại cái giá trị thực sự của nó. Tôi cho rằng 2024 nó sẽ là một cái bước đệm của nền kinh tế Việt Nam uh, cho cái tăng trưởng về mặt dài hạn tốt hơn. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Talk Show của Capelan TV. Thưa quý vị, có thể nói bức tranh kinh tế năm 2023 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc. Từ kỳ vọng rất lớn đầu năm khi đại dịch Covid-19 đã thực sự ở lại phía sau và đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn lớn, đến lo ngại không nhỏ khi nền kinh tế kết thúc 6 tháng đầu năm với sự suy giảm ghi nhận ở hầu hết các lĩnh vực. Và rồi sự hồi phục lại xuất hiện mạnh mẽ trong quý 3 và đặc biệt là quý 4. Cho dù những bứt tốc trong những tháng cuối năm không đủ để bù đắp hoàn toàn cho những gì nền kinh tế phải trải qua trong giai đoạn đầu năm và GDP kết thúc năm chỉ với mức tăng 5,05%, Song sự cải thiện và phục hồi ở tất cả các lĩnh vực trong những tháng cuối năm là điều mà các chuyên gia, tổ chức rất ấn tượng. Đây chính là những nền tảng quan trọng cho triển vọng năm 2024 tích cực hơn. Nhiều nhận định của các chuyên gia kinh tế cho rằng năm 2024 không nhiều lạc quan cho kinh tế toàn cầu, nhưng với thị trường Việt Nam, các chuyên gia vẫn lạc quan và tin tưởng đây là một năm đầy hứa hẹn, hoàn toàn có thể là năm bứt phá, qua đó góp phần hoàn thành chặng đường phát triển kinh tế 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025 như kế hoạch đã đặt ra. Tuy nhiên cũng có rất nhiều lo ngại rằng nền kinh tế của Việt Nam năm 2024 sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn cản trở thực hiện những mục tiêu như kỳ vọng. Và trong buổi talk sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại về bức tranh kinh tế năm 2023 và sẽ cùng điểm qua những vấn đề về nền kinh tế trong năm 2024 và có những dự báo của riêng mình cho nền kinh tế của nước nhà. Và người sẽ cùng trò chuyện với chúng ta trong buổi talk sau ngày hôm nay chính là một vị khách mời rất quen thuộc, chuyên gia kinh tế Hồ Bá Tình. Xin chào anh Tình ạ. Chào anh, chào nhà và rất mong những chia sẻ của anh Tình trong ngày hôm nay thì sẽ giúp Thục anh cũng như là quý khán giả có đồng cái nhìn tổng quan về nền kinh tế trong năm 2023 và những dự báo cho nền kinh tế năm 2024 sắp tới. Và câu hỏi đầu tiên em xin được gửi đến cho anh Tình đó là để có thể nhìn toàn cảnh hơn về nền kinh tế của nước nhà. Bởi vì nền kinh tế của Việt Nam nó được ảnh hưởng bởi rất nhiều từ nền kinh tế thế giới. Vậy thì anh có thể có được những đánh giá và nhìn nhận của mình về nền kinh tế thế giới trong năm 2023 vừa qua đúng không ạ? À, đầu năm 2023 thì chúng ta thấy là có rất là nhiều cái dự báo bi quan về kinh tế thế giới à, Trong đấy thì cái tỷ lệ mà những chuyên gia dự báo về khả năng một cuộc suy si thoái và khủng hoảng kinh tế thế giới là rất là cao Thì à, chúng ta thấy à, kinh tế thế giới thì cũng... Okay, đến đến chỗ, đến chỗ cao thôi nha à, Đặc biệt là khi chúng ta thấy là ngân hàng, một ngân hàng ở Mỹ tức là ngân hàng SVB à, Tức là... À, đặc biệt khi mà chúng ta thấy ngân hàng Silicon Valley Bank của Mỹ là phá sản sau đấy đến một ngân hàng của Thụy Sĩ rất là lớn là Credit Suisse phá sản thì là cái, cái số cái sự bi quan của người dân nó lại càng tăng cao và thời điểm đấy thì thị trường chứng khoán cũng phản ứng rất là tiêu cực những biến động trên thị trường tài chính này tuy nhiên thì kết thúc năm 2023 thì chúng ta thấy là cái bức tranh kinh tế thế giới khá là tích cực À, tăng trưởng GDP của Mỹ thì cũng cao hơn dự báo và đặc biệt là cái chỉ số lạm phát thì nó cũng rất là thấp à, cho đến hiện tại thì lạm phát ở châu Âu đã xuống dưới mức là khoảng 3% và ở Mỹ thì chỉ còn khoảng à, hơn 3% một chút thôi à, đây là một mức rất là, rất là thấp so với lại cái mức mà gần 10% cho cái trước năm ngoái à, trên các thị trường khác thì chúng ta thấy là thị trường tài chính thì nó cũng tương đối là ổn định khi mà mà các chính phủ đã kịp thời ra tay ngăn chặn ngay cái việc mà khủng hoảng tài chính, à, rồi chúng ta thấy một cái sự tích cực khác là chúng ta thấy là giá cả các hàng hóa trên thế giới thì cũng giảm rất là mạnh, đặc biệt là giá dầu thô và một số nguyên liệu cơ bản. À, cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì nó cũng cái dư âm của nó đến bây giờ thì nó cũng không tác động quá là tiêu cực đến đến kinh tế toàn cầu à, bởi vì là Châu Âu là những nước mà nó phụ thuộc vào rất nhiều vào dầu mỏ của Nga thì cũng có những cái giải pháp để khắc phục cái hiện tượng là ngăn chặn cái việc mà xuất khẩu dầu mỏ của Nga. À, vâng, vậy thì với những tình hình như vậy thì anh đánh giá một cách tổng quan về nền kinh tế của thế giới trong năm 2023 là như thế nào? Uh, tôi cho rằng thì cái kinh tế thế giới 2023 là một cái tín hiệu khá là tích cực bởi vì chúng ta thấy là với cái kết quả mà các nền kinh tế đạt được ấy, thì rất là nhiều khả năng là ngân hàng ương Mỹ tức là Fed ấy, thì sẽ hạ lãi suất trong khoảng tháng 3 và trong một cái cuộc họp cuối tháng 12 vừa rồi đấy thì các uh, thành viên của gọi là cái ủy ban thị đồng mới của Hoa Kỳ ấy, thì cũng đều đưa ra ba cái khả năng là sẽ là ba ba cái lần giảm lãi suất của 2024 này. Tuy nhiên thì, thì các chuyên gia thì cho rằng là có khả năng là Fed sẽ giảm lãi suất sâu hơn từ mức khoảng 5.5% hiện nay xuống còn khoảng 4 đến 4.5% cho đến kết thúc năm 2024. Còn ngân hàng trung ương châu Âu với lại ngân hàng trung ương Anh thì cũng sẽ nhiều khả năng để hạ lãi suất và cái này là một cái điểm tích cực nó giúp cho các nền kinh tế nó rơi vào giai đoạn tức là uh, quá trình phục hồi sau mà suốt cái quá trình phải chống chọi với những cái rủi ro khủng hoảng của năm 2022-2023 vừa rồi. À, vâng, vậy thì với bức tranh kinh tế thế giới như vậy thì trong năm 2023 thì nó đã ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của Việt Nam chúng ta? à năm 2023 thì chúng ta thấy là kinh tế Việt Nam ảnh hưởng khá là nhiều về kinh tế thế giới và à, một cái bức tranh tổng quát thì kinh tế Việt Nam cũng không quá tốt đẹp. Cái điều đầu tiên ảnh hưởng lớn nhất là chúng ta thấy là cái xuất khẩu của Việt Nam phục giảm rất là mạnh bởi vì à, xuất khẩu và nhập khẩu đều sụt giảm khoảng từ 5.5 cho đến 7% thì đây là một cái mức sụt giảm rất là lớn so với lại Việt Nam những năm trước đây vì chúng ta ngay cái thông thời mà Covid chúng ta cũng đạt được mức tăng trưởng rất là cao trong xuất nhập khẩu bởi vì nhu cầu thế giới thời điểm đấy họ cao và rõ ràng là cái sự khó khăn của kinh tế châu Âu rồi kinh tế của Mỹ là những cái thị trường mà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023 vừa rồi nó tác động rất là nhiều đến các doanh nghiệp, chẳng hạn như doanh nghiệp ngành thủy sản, doanh nghiệp ngành dệt may rồi những kể cả những cái doanh nghiệp đồ gỗ. À, bên cạnh đấy thì chúng ta thấy ảnh hưởng rất, rất lớn của đối với kinh tế Việt Nam đấy là chính là kinh tế của Trung Quốc. À, Trung Quốc đầu năm 2023 thì chúng ta thấy là có cái à, người ta phải phong tỏa bởi vì cái dịch COVID thì à, mãi cho đến tận tháng 4 thì bắt đầu cái nới rộng ra và kinh tế Trung Quốc bây giờ hiện tại đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề à, không chỉ bởi COVID mà nhiều cái chuyên gia đều bị báo rằng là kinh tế Trung Quốc họ cũng đạt đến mức một cái mức tới hạn của cái việc tăng trưởng rồi và nó uh, ảnh hưởng cái thị trường nhà đất của trung quốc bởi cái khủng hoảng của các doanh nghiệp rồi bong bóng bất động sản trung quốc rồi nền tài chính của trung quốc nó thiếu vững mạnh và nó ảnh hưởng lập tức là nó ảnh hưởng đến cái sức tiêu dùng nội địa trung quốc và sau đấy thì nó sẽ lan truyền sang nền kinh tế việt nam vốn là một cái nền kinh tế mà chúng ta uh, xuất nhập khẩu chúng ta đối với trung quốc là, gần, là mỗi năm là rất là lớn vâng đó là những vấn đề được ảnh hưởng bởi thế giới vậy thì đối với những vấn đề khác trong nền kinh tế của Việt Nam trong năm vừa qua thì anh đánh giá như thế nào à, đối với kinh tế Việt Nam thì chúng ta phải quan tâm đến ba vấn đề thứ nhất là cái thị trường tài chính của Việt Nam cái thứ hai là chúng ta nói đến các yếu tố kinh tế vĩ mô khác cái yếu tố thứ ba là chúng ta nói đến khu vực nhỏ hơn là khu vực về doanh nghiệp thì đối với cái tài chính Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy là đầu cuối năm 2022 thì ngân hàng nhà nước đã thực hiện rất là cái mạnh cái việc mà siết chặt cái chính sách tiền tệ. À, trong đấy thì có đặc biệt là siết rung uh, tín dụng của các ngân hàng và cái dư âm của cái chính sách này thì nó ảnh hưởng rất mạnh trong những tháng đầu năm 2023 và chúng ta thấy là lãi suất tăng lên rất là cao trong đầu rồi những tháng đầu năm 2023. Rồi chúng ta thấy thêm một cái hiện tượng nữa là cái thị trường bất động sản của Việt Nam là lập tức là đóng băng rất là mạnh và rất là nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng là mất thanh khoản thì cái này nó cũng là một cái rất là tiêu cực đối với nền kinh tế. À, tuy nhiên thì chúng ta thấy là việt nam giữ vững được cái ổn định kinh tế vĩ mô rất là tốt chẳng hạn chúng ta thấy là cái lạm phát việt nam à, ban đầu thì chúng ta đặt mục tiêu lạm phát của chúng ta là 4.5%, tuy nhiên là à, cuối năm thì chúng ta hoàn toàn kiềm chế được mức lạm phát là dưới bốn À, rồi kinh tế vĩ mô khác thì cấp đề những tỷ giá tỷ giá thì đầu cuối năm 2022 thì chúng ta cũng rất là lo ngại về vấn đề tỷ giá bởi vì là cái lãi suất đồng đô đồ rất là cao so với lãi suất tiền việt rồi vấn đề là rủi ro kinh tế vĩ mô trong nước nó cũng rất là lớn tuy nhiên là chúng ta thấy là tỷ giá năm 2023 của chúng ta thì chỉ có mất từ 2 đến 3 thôi thì thậm chí là nó còn thấp hơn cái thời kỳ mà, mà nó bị khủng hoảng 22 thì rõ ràng là tỷ giá cũng không phải là một vấn đề lớn của năm 2023 rồi cho đến vấn đề khác thì tức là vấn đề một vấn đề cực kỳ quan trọng mà mà có thể là mà rất là nhiều người quan tâm đấy là vấn đề rủi ro liên quan đến trái phiếu của doanh nghiệp các doanh nghiệp bất động sản và các doanh nghiệp khác thì cuối năm 2022 thì rất là nhiều doanh nghiệp cũng mất khả năng thanh khoản về mặt trái phiếu tức là không thể trả được cái nợ cho nhà đầu tư đến hạn À, tuy nhiên thì đầu năm 2023 thì chúng ta thấy là cái chính sách của chính phủ là cho phép doanh nghiệp được tái cấu trúc nợ được hất nợ của các ngân hàng rồi rồi cho phép là các ngân, có thể vay vốn từ ngân hàng để trả nợ trái phiếu thì rõ ràng cái đấy là một cái chính sách mà nó đã gỡ khó rất là nhiều cho các doanh nghiệp bất động sản thì nó cũng xoa dịu cái phần nào khủng hoảng đối với lại các doanh nghiệp À, tuy nhiên thì à, những cái ảnh hưởng của nền kinh tế thì chúng ta thấy rõ ngay trong vấn đề là tăng trưởng của Việt Nam. À, trong hai quý đầu năm thì chúng ta thấy là tăng trưởng GDP rất là thấp. À, chỉ số PMI tức là chỉ số mà này nó đo lường cái đánh giá cái triển vọng sản xuất của các doanh nghiệp thì chúng ta thấy là đều dưới 50 điểm tức là nó à, tức là đánh giá là thu hẹp quá trình sản xuất lại của các doanh nghiệp cho đến tận tháng 12 vừa qua thì nó cũng dưới 50 điểm. Rồi chúng ta thấy là là các yếu tố khác chẳng hạn như quan sát trên thực tế thì chúng ta cũng thấy ngay được là, là đi trên đường rồi trong từng hộ gia đình cá nhân thì chúng ta thấy là sức tiêu dùng của nền kinh tế cũng giảm rất là mạnh khi mà có rất là nhiều cái cửa hàng phía ngoài kia cũng đóng cửa rồi là chúng ta thấy là các hộ gia đình người ta cũng phải thắt chặt chi tiêu lại bởi vì tình trạng thất nghiệp ở các khu công nghiệp, rồi tình trạng mất việc làm, rồi tình trạng là thu nhập thụt giảm từ các doanh nghiệp trong nước rất là nhiều thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy là cũng tương đối là 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 tiêu cực. À, vâng, à, vừa rồi thì có vẻ như là toàn là những điểm tiêu cực vậy thì nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 thì có những điểm tích cực nào thưa anh? những điểm tích cực mà chúng cũng khá là nhiều tuy nhiên là chúng ta có thể kể đến là ở góc độ chính sách thì chúng ta thấy là chính sách của 2023 của chúng ta thì cũng có những cái rất là quyết liệt và thứ hai là có những chính sách khá là cởi mở để gỡ, gỡ những cái khó khăn cho thị trường à, đầu tiên thì cái chính sách mà chúng ta đã quan tâm nhất là như tôi nói lúc, lúc trước ấy thì rõ ràng là chính sách liên quan đến việc gỡ khó cho các khoản vay trái phiếu của doanh nghiệp thì rõ ràng là chính phủ cũng cũng lường trước được những cái khó khăn của doanh nghiệp và lập tức là thay đổi so với trước đây. Trước đây thì 2022 thì chính phủ là buộc các doanh nghiệp phải trả trái phiếu đến hạn rồi thậm chí là chưa đến hạn nhưng sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên là đến năm 2023 thì chính phủ còn không còn ép cái đấy nữa, thậm chí là mở ra cho phép các doanh nghiệp có thể tái cấu trúc nợ bằng cách là phát hành trái phiếu mới để trả nợ cũ, cũng được phép rồi tự đàm phán với nhà đầu tư như trái phiếu để để gia hạn nợ rồi cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu của doanh nghiệp. Đó là một cái chính sách tích cực. Cái chính sách tích cực thứ hai là chúng ta thấy là chính phủ rất là quyết liệt trong vấn đề đầu tư công. À, giải ngân của đầu tư công năm 2023 chúng ta là cũng khoảng hơn à, gần 800 000 tỷ và à, được 85% so với lại cái kế hoạch tuy nhiên đây cũng là một cái rất là khá rồi so với những năm trước là chỉ có khoảng trung bình khoảng 70% thôi và cái đầu tăng trưởng đầu tư công của 2023 chúng ta cũng trên 17% là là cái mức mà tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây để cái đấy là một cái động lực rất là lớn giúp cho nền kinh tế à, chúng ta rồi cái cái yếu tố thứ ba là chúng ta thấy là chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước, ngân hàng nhà nước đã ba lần để giảm lãi suất uh, chính sách để hỗ trợ cho nền kinh tế rồi là chúng ta cũng rất là tích cực trong việc là kêu gọi vận động các ngân hàng uh, giảm lãi suất cho doanh nghiệp và đồng thời là hạ lãi suất tiền gửi xuống để 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 giảm cái sức nóng trên thị trường xuống thì rõ ràng là ngân hàng nhà nước người ta cũng khá là là, 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 là tích cực so với lại năm 2022. nghìn À, một yếu tố mà thứ tư là một yếu tố tích cực khác mà chúng ta cũng phải hết sức quan tâm đấy là liên quan đến vấn đề việt nam và mỹ đi, đã cùng nhau thỏa thuận được cái là gọi là đối tác chiến lược toàn diện thì rõ ràng là đấy là một cái việc mà mở ra cơ hội rất là nhiều cho việt nam trong vấn đề là chúng ta có thể phát triển một số ngành công nghiệp có thể là lợi thế của việt nam trong tương lai chẳng hạn như công nghiệp bán dẫn rồi chúng ta có thể thu hút được cái dòng vốn đầu tư của từ mỹ hoặc là từ những cái tập đoàn lớn ở châu Âu và Việt Nam bởi vì cái thị trường Mỹ vẫn là một cái thị trường mà nó mở ra rất là nhiều cái cơ hội cho Việt Nam. Rồi chúng ta có thể tiếp cận được các công nghệ cao mà mà chúng ta khi mà chúng ta hợp tác là đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ chẳng hạn. Rồi vừa rồi chúng ta cũng có một cái ký một cái hiệp định đối tác chiến lược toàn diện với lại Nhật Bản chẳng hạn thì đó là những cái cơ hội mở ra rất là lớn trong năm 2023 mà chúng ta đã đạt được. À, vâng vừa rồi đó là bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2023 vậy thì chúng ta cùng bước sang năm 2024 thì anh đánh giá sẽ có những cái vấn đề nào nó sẽ tác động lên nền kinh tế thế giới đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói đến những vấn đề tiêu cực trước đi cái mà đối với kinh tế thế giới thì vấn đề tiêu cực thì nó nằm trong vấn đề nợ công của các quốc gia và hiện tại thì chúng ta thấy là sau cái giai đoạn mà mà Covid năm 2020, 2021 thì chúng ta thấy là thâm à, một ngân sách của các quốc gia rất là lớn, nó dẫn đến là cái gánh nặng mà mà nợ công của các quốc gia bây giờ nó tăng lên rất là mạnh nên là cái đấy vẫn là một trong những cái à, rủi ro lớn nhất của kinh tế thế giới trong năm 2024. À, cái yếu tố thứ hai là vẫn liên quan vấn đề lãi suất, mặc dù là là chúng ta biết là là khả năng là các ngân hàng trung ương trong năm 2024 thì, thì sẽ hạ lãi suất tuy nhiên thì cái mức hạ nó cũng không được sâu và nó cứ không về trước cái mức đại dịch được và cái cái rủi ro của các doanh nghiệp rồi của những người vay tiền là rất là lớn bởi vì người ta vẫn phải chịu một cái mức lãi suất rất là cao so với lại cái 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 thông thường mà người ta phải trả thì thì đó là rất là nhiều cái doanh nghiệp đôi khi là cũng phải rơi vào giai đoạn là sau khi mà gồng gánh rút là giai đoạn dịch vừa rồi thì có thể là năm 2024 vừa rồi là không thể chống chọi thêm được nữa thì đó là một số cái còn cái yếu tố thứ ba mà rủi ro lớn mà tôi cho rằng là là nó sẽ ảnh hưởng mạnh đấy là liên quan đến yếu tố Trung Quốc yếu tố Trung Quốc thì chúng ta biết là suốt trong vòng khoảng hai thập kỷ vừa qua thì Trung Quốc cũng đạt được mức tăng trưởng rất là nhanh đặc biệt là chúng ta thấy là sau cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 20, à, 2007 chẳng hạn thì thì Trung Quốc đã vươn lên nền kinh tế thứ hai thế giới và thời điểm tôi theo dõi năm 2007 thì kinh tế thế giới kinh tế của Trung Quốc lần lượt là vượt qua của Nhật lần lần vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới và và hiện tại thì cái GDP của Trung Quốc cũng trên 14.000 tỷ đô rồi nó chỉ cần cách Mỹ chỉ khoảng 7.000 tỷ đô nữa thôi thì khả năng trong vòng khoảng 20 năm tới thì thì, thì kinh tế Trung Quốc sẽ sẽ vượt qua Mỹ và đứng dẫn đầu thế giới. Tuy nhiên thì cái rủi ro của nền kinh tế Trung Quốc là vẫn là rất là lớn bởi vì theo đánh giá của uh, mới đây của một cái nhà báo đồng thời một nhà kinh tế của Nikkei ấy, thì thì để đưa ra một cái nhận định rất là tôi cho ra tôi đồng tình với nhận định này là khả năng là nền kinh tế Trung Quốc trong 7 năm đến 8 năm nữa thì chỉ có tăng trưởng được mức khoảng khoảng từ 3 đến 4 trăm tức là họ có thể rơi vào một giai đoạn mà nó nó khó khăn giống như nền kinh tế Nhật Bản trước đây tức là những cái bát và Nhật Bản trước đây là người ta vượt qua một giai đoạn rất là nhanh sau cái tiến thành thế giới kinh tế thứ hai và người ta tái thiết và tăng trưởng nhanh tuy nhiên thì trong vòng 30 năm gần đây là nền kinh tế Nhật Bản cũng gần như không có tăng trưởng khi mà đạt đến mức độ bảo hòa à, thì Trung Quốc thì có thể rơi vào tình trạng tương tự như vậy mặc dù là cái GDP bình quân đầu người của Trung Quốc thì thì vẫn đang khá thấp so với các nước phát triển tuy nhiên là cái cái cơ cấu của của Trung Quốc là thị trường nhà đất của Trung Quốc nó quá bung bóng chẳng hạn như ở những thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải chẳng hạn thì trên thu nhập của một hộ trung bình thì nó lên đến tận 45 đến 47 lần rồi vừa qua chúng ta thấy là cái tác động là rất là nhiều cái doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc nó cũng rơi vào tình trạng là mất khả năng thanh khoản, thậm chí là phải phá sản rồi một số thậm chí là chịu trách nhiệm hình sự thì thì cái cái khủng hoảng này nó còn sẽ lan rộng ra trong trong nền kinh tế Trung Quốc có thể là 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 nhiều năm về sau chứ không phải hiện tại. Rồi cái thứ hai nữa nền kinh tế Trung Quốc thì cái việc Trung Quốc mà đầu tư rất là nhiều cho cơ sở hạ tầng mà chúng ta thấy là Trung Quốc có một cái hạ tầng rất là tốt. Tuy nhiên thì có nhiều chuyên gia người ta nhận định rằng là cái, cái cái hạ tầng của Trung Quốc nhiều khi nó phát triển đi trước khá xa so với nền kinh tế và khi mà một nền kinh tế nó 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 chậm lại thì nó dẫn đến cái tình trạng là là là, là không khai thác được hết cái cái hạ tầng mà Trung Quốc đang chuẩn bị vào rồi và nó dẫn đến dẫn đến là cái khủng hoảng sâu hơn trong nền kinh tế Trung Quốc thì đó là những cái nhận định chung tức là khi mà kinh tế Trung Quốc nó ảnh hưởng như vậy thì thì đối với Việt Nam ấy thì nó cũng hay là kể cả toàn cầu thì nó cũng ảnh hưởng khá mạnh bởi vì Trung Quốc là một thị trường sản xuất đồng thời là một trường trường tiêu thụ và nó uh, những cái động thái của kinh tế Trung Quốc thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu ngay lập tức luôn à, Vâng, vậy thì những vấn đề tích cực nào thì nó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới trong năm 2024 ạ? kinh tế thế giới năm 2024 thì chúng ta có thấy có khá là nhiều cái điểm tích cực. À, đầu tiên thì chúng ta tôi dẫn cái lời của bà mà bộ trưởng bộ tài chính Mỹ thì cũng tuyên bố rằng là kinh tế của Mỹ đã hạ cánh mềm, tức là chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta đã loại bỏ được cái rủi ro khủng hoảng. Uh, hoàn toàn khỏi cái khả năng của kinh tế thế giới trong năm 2024 thì uh, hạ cánh mềm ở đây thì chúng ta có thể hiểu rằng là nó có thể là nó chưa thể cất cánh lên ngay được mà nó có thể nó rơi, rơi vào một giai đoạn mà nó uh, không thể tăng trưởng nhanh tuy nhiên nó cũng không thể khủng hoảng được bởi vì À, điều này thì được củng cố mà trong cái báo cáo gần đây nhất của ngân hàng thế giới thì đưa ra một cái dự báo rằng là kinh tế thế toàn cầu năm 2024 có thể là tăng trưởng 2.4%, tức là nó thấp hơn cái mức đạt được ước tính của năm 2023 rằng là 2.6%. À, các nền kinh tế khác như Trung Quốc, như châu Âu hay là kể cả Mỹ thì cũng sẽ giảm tăng trưởng so với năm 2023. Tức là chúng ta thấy rằng rõ ràng là triển vọng mà tăng trưởng nhanh thì nó không không cao như năm 2023. Tuy nhiên là cái rủi ro về mặt khủng hoảng thì nó đã được giảm rất là nhiều à, rồi cái điểm tích cực thứ hai mà chúng ta có thể ghi nhận là là như tôi nói từ đầu đấy là cái việc mà các ngân hàng trung ương người ta sẽ hạ lãi suất và cái điều này nó sẽ giảm lên sức ép của cái biến động tỷ giá của các đồng tiền các đồng tiền khác ở các nước khu vực châu Á như trong đấy có Việt Nam thì rõ ràng là cái dòng vốn dịch chuyển của các dòng vốn thì nó cũng không còn quá là là đột ngột không còn quá là hỗn loạn giống như là chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi À, còn yếu tố thứ ba là chúng ta thấy là một yếu tố cực kỳ quan trọng đấy là liên quan đến vấn đề là chúng ta thấy là đầu năm 2020, 2023 và rồi thì rõ ràng là, là cái sự bùng nổ của cái vấn đề phát triển trí tuệ nhân tạo đặc biệt là sự ra đời của cái chat GPT thì nó lập tức nó kích hoạt nên một cái phong trào rằng là rất là nhiều cái hãng công nghệ lớn trên thế giới và người ta cũng đẩy mạnh cái việc là nghiên cứu về mặt trí tuệ nhân tạo thì rõ ràng là cái việc ra đời của trí tuệ nhân tạo nó giống như là một cuộc cách mạng công nghiệp À, lần thứ tư nhưng ở một mức độ tiến bộ cao tức là nó giúp cho năng suất lao động của thế giới giúp cho cái mọi hoạt động của kinh tế thế giới nó trở nên là là hiệu suất hơn và cái điều đấy là một trong những yếu tố mà chúng ta có thể kỳ vọng được là kinh tế thế giới sẽ có những cái bước phát triển rất là mạnh trong vòng khoảng 10 năm tới mà nó nó vượt khỏi cái quy luật thông thường giống như chúng ta chứng kiến trong vòng khoảng 20 năm tới đây tức là nó là một cái nó gọi là một cách mạng mới giúp cho cái sự Kinh tế toàn cầu nó có cái mức khởi sắc. À, vấn đề thứ tư là chúng ta cũng rất là đáng quan tâm. Đấy là vấn đề liên quan đến vấn đề chiến tranh. Thì à, rõ ràng là trước đây năm 2022 khi mà cái cuộc chiến tranh nổ ra ở Ukraine và, và và Nga thì, thì chúng ta thấy là, là là rất là nhiều người so lo sợ rằng là sẽ bùng phát chiến tranh. Nó gây ra cho kinh tế thế giới cái sự hỗn loạn và thực, thực tế thì chúng ta thấy là năm 2012 cho đến 2023 thì chúng ta thấy là ảnh hưởng chiến tranh cũng khá là lớn à, tuy nhiên thì chúng ta thấy năm 2024 thì cái mức độ ảnh hưởng của chiến tranh mặc dù là nó chiến tranh thì vẫn diễn ra là khá là quyết liệt không chỉ ở nga mà còn ở à, ở trung đông của israel và cái một cái nhóm hồi giáo hamas ở palestine thì tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta khi chúng ta nhìn lại toàn bộ cái vấn đề đấy thì rõ ràng là cái mức độ chiến tranh nó cũng không có ảnh hưởng quá lớn giống như chúng ta đã lo ngại ban đầu thì thì đó là những cái mà tôi cho rằng là kinh là tế thế giới nó sẽ đưa đi vào một giai đoạn là mặc dù là có những cái rủi ro giống như chúng ta phân tích ở cái câu uh, phần đầu tuy nhiên là nó cũng không quá là lớn và nó sẽ bước vào một giai đoạn phát triển phục hồi tương đối ổn định so với trước À, vâng, vừa rồi là anh đã đánh giá về uh, những tác động tích cực cũng như tiêu cực của những vấn đề lớn trong năm 2024 đối với nền kinh tế thế giới. Vậy thì uh, đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 này thì anh đánh giá một cái nhìn tổng quan về nền kinh tế Việt Nam là sẽ như thế nào? À, nhìn bức tranh đến thế giới thì chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều. Và và cái điều này cũng nó thể hiện ngay trong cái con số xuất nhập khẩu Việt Nam hai cái tháng vừa rồi là thứ cả tháng 11 và tháng 12 thì đều tăng trưởng dương so với lại cùng kỳ năm ngoái. Cái yếu tố khác là chúng ta thấy là cái việc thu hút cái dòng vốn đầu tư trong năm 2023 cũng tăng trưởng và nó còn được kỳ vọng là tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2024. à nhìn đi nhìn lại trên thế giới thì chúng ta thấy là Việt Nam vẫn là một trong những cái nền kinh tế rất là tiềm năng trong vấn đề là thu hút cái dòng vốn đầu tư của nước ngoài thậm chí là chúng ta thấy là các dòng vốn từ Hồng Kông, từ Đài Loan, từ Trung Quốc và từ Singapore cũng đổ rất mạnh Việt Nam. Tuy nhiên thì năm 2024 chúng ta còn kỳ vọng được các dòng vốn đến từ Mỹ và và các nước châu Âu tức là những dòng vốn của những tập đoàn đa quốc gia và họ gia công ở cái những cái sản phẩm mà có giá trị gia tăng thấp mà họ còn mang vào đây những cái công nghệ rồi những cái quy trình quản lý rồi họ mang theo cái những cái vấn đề thị trường rất là lớn từ châu Âu và Mỹ và Việt Nam thì rõ ràng là đó là là cái chúng ta thấy kỳ vọng về tác động tích cực của kinh tế chơi đến Việt Nam. À, vâng, vậy còn những vấn đề kinh tế vĩ mô khác của Việt Nam thì năm 2024 anh dự đoán sẽ diễn biến như thế nào? À, đối với các nền kinh tế đối với các vấn đề kinh tế vĩ mô khác ấy, thì chúng ta sẽ xem xét từng cái vấn đề cụ thể như chẳng hạn như là lạm phát thì tôi cho rằng là cái sức ép về lạm phát nó cũng không quá lớn trong năm 2024. Mặc dù là mới đây chúng ta biết là thông tin từ ngân hàng nhà nước đã nới lỏng cái mức tăng trưởng tín dụng lên khoảng 15% và bơm vào nền kinh tế khoảng 2 triệu tỷ vào. Tuy nhiên thì tôi cho rằng thì sức ép lạm phát ngay lên nền kinh tế cũng không nó lớn nên là cái mục tiêu mà chúng ta lạm phát 2024 mà dưới 4% thì cái khả năng đấy là hoàn toàn cả khả thi. À, đối với vấn đề tỷ giá thì tôi cho rằng thì cũng không có quá là lo ngại đâu à, bởi vì là lãi suất của của phép người ta cũng đã giảm và các ngân hàng cũng ngươn khác người ta cũng sẽ giảm rồi còn Việt Nam thì về mặt nội bộ chúng ta vẫn thẳng dư cân cân thanh toán rất là lớn rồi là các dòng vốn thì chúng ta vẫn tiếp tục đổ vào đây nên là về về mặt yếu tố tâm lý thì nó cũng không có gì tác động quá nhiều lên lên tỷ giá của Việt Nam cả à, đối với lại thị trường tài chính thì thì rõ ràng là là hiện tại thì chúng ta vẫn có một cái rủi ro là chẳng hạn như vấn đề là nợ xấu của các doanh nghiệp thì rõ ràng hai năm vừa rồi chúng ta nợ xấu tăng rất là mạnh tuy nhiên là chúng ta cũng cũng chèo chống cũng tái cấu trúc rồi cũng thay đổi để cái số liệu thực tế số liệu trên bảng cân đối kế toán thì nợ xấu cũng tăng nhưng thực tế thì nó vẫn tăng và và đặc biệt thì chúng ta thấy một cái rủi ro khá là lớn là là liên quan đến tập đoàn vạn thịnh phát hơn 400 nghìn tỷ đấy thì có thể xem là, là đã là nợ xấu của nền kinh tế rồi. À, nhưng tôi thì có một niềm tin rằng là chúng ta vẫn có cách để hóa giải cái khoản nợ xấu đấy. Mặc dù thì nó ảnh hưởng lâu dài đến kinh tế Việt Nam thôi nhưng nó không tạo ra một cái cuộc khủng hoảng trên trong nền kinh tế ngay. Rồi một cái yếu tố khác mà chúng ta cũng có thể nhìn nhận lại là vấn đề là sự quyết tâm trong về mặt chính sách của Việt Nam. Năm 2024 thì chúng ta tiếp tục là đẩy mạnh việc mà đầu tư công, đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm rồi là tăng cường cái đầu tư công cho nền kinh tế để chúng ta vừa hỗ trợ nền kinh tế nhưng đồng thời là chúng ta cũng cải thiện được cái cơ sở hạ tầng cho Việt Nam à, để chúng ta tiếp tục là chúng ta có một cái bước đệm để chúng ta phát triển mạnh hơn trong một vài năm tới. À, bên cạnh cái yếu tố mà tôi đánh giá là khá tích cực đấy thì tôi đánh giá một cái yếu tố là nó tiềm ẩn trong nền kinh tế Việt Nam đấy là liên quan đến thị trường bất động sản rõ à, ràng là hiện tại chúng ta nói là thị trường bất động sản có cơ hội phục hồi bởi vì chúng ta bơm vào nền kinh tế một cái nguồn tiền lớn và các doanh nghiệp bất động sản thì cũng cũng bớt rủi ro hơn so với lại năm 2023. Tuy nhiên thì một yếu tố có tính nền tảng của thị trường bất động sản Việt Nam đấy là liên quan đến yếu tố vấn đề là pháp lý của thị trường bất động sản Việt Nam. Mặc dù là cái luật mặc dù là luật đất đai vừa được thông qua, tuy nhiên thì nó cũng không thể nào hoàn toàn gỡ ngay được những cái điểm yếu trong thị trường bất động sản. À, đặc biệt là pháp lý rồi một cái yếu tố khác là cơ cấu sản phẩm. Thì hiện tại thì theo thống kê chúng ta có khoảng hơn 100.000 căn hộ, con hotel và cái biệt thự nghỉ dưỡng thì rõ ràng đó là một cái tài sản có thể là không sinh lời giống như là số vốn chúng ta bỏ ra, tổng số tiền mà theo ước tính của của một số chuyên gia thì tổng số tiền trong trong cái dự án con hotel đấy thì nó cũng khoảng hơn 20 tỷ đô, tuy nhiên đó là một tài sản mà rất là khó sinh lời bởi vì cái cơ cấu sản phẩm nó cũng không còn phù, không phù hợp đối với lại cái sự phát triển của cái cái thị trường nhu cầu trên thị trường thì đó là một cái rủi ro trên thị trường bất động sản. À, vâng, vậy thì với những cái nhận định như vậy thì anh đánh giá như thế nào về các chỉ tiêu của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024? Liệu rằng Việt Nam có thể đạt được những chỉ tiêu đó như kỳ vọng hay không ạ? Thật ra thì khi mà nhìn vào nền kinh tế thì chúng ta À, chúng ta hay nói đến các chỉ tiêu bởi quốc hội đặt ra hàng năm chẳng hạn như là tăng trưởng GDP rồi lạm phát rồi là biến độ tỷ giá và tăng trưởng biến dụng Tuy nhiên thì à, nhìn lại thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là nó cũng quan trọng nhưng nó không quá thực tế là không, không phải là là chúng ta phải quá chú trọng đến các chỉ số đấy mà chúng ta phải chú chú trọng hơn về một cái nền tảng dài hạn hơn thì tôi cho rằng thì mặc dù là chúng ta hoàn toàn có thể là đạt được những con số mà chúng ta đặt ra chẳng hạn như là năm 2023 thì chúng ta không đạt được tỷ tiêu tăng trưởng GDP là 65% Tuy nhiên thì 2024 thì với cái chỉ tiêu là tầm 6% thì tôi nghĩ là khả năng là là đạt được. Rồi lạm phát thì dưới 4%, rồi tỷ giá thì không biến động quá mạnh, rồi là à, liên quan đến chỉ tiêu xuất khẩu thì tôi tôi cho rằng thì nó vẫn đạt được mức độ tăng trưởng 5 đến 6% so với 2023 từ một cái nền tảng gọi là khá là uh, thấp rồi. Uh, đó là đạt được, tuy nhiên là cái quan trọng hơn thì cái dài hạn của nền kinh tế Việt Nam thì tôi cho rằng 2024 nó sẽ là một cái bước đệm của nền kinh tế Việt Nam uh, cho cái tăng trưởng về mặt dài hạn tốt hơn. Tuy nhiên thì cái điều này nó phải kèm theo là các chính sách của chính phủ nó phải hợp lý. Chẳng hạn chúng ta phải phải tăng cường cái vấn đề chấp nhận cái vấn đề là đầu tư công nhiều hơn hay là chấp nhận thâm một ngân sách nhiều hơn hoặc là có những cái giải pháp mà chúng ta không quá đột ngột tác động đến thị trường giống như 2022 vừa rồi nền kinh tế nó sẽ tự thân các doanh nghiệp rồi các nền kinh tế họ sẽ vực dậy à, tất nhiên thì rủi ro lớn thì nó vẫn là có chẳng hạn như liên quan đến vấn đề nữ xấu hay liên quan đến vấn đề những cái rủi ro khác dần dần nó sẽ bung ra thì tôi cho rằng là cái rủi ro này nó sẽ làm chậm quá trình phục hồi chứ nó không tạo ra một cái cuộc khủng hoảng cho kinh tế Việt Nam. À, vâng vậy thì với tình hình kinh tế như đã nhận định thì theo anh nhà đầu tư có những cơ hội đầu tư nào trong năm 2024 này hay không ạ? Cơ hội đầu tư thì tôi cho rằng thì nó vẫn luôn luôn là có ngay cả trong khủng hoảng. À, đầu tiên thì chúng ta thấy là một cái dễ nhận định dễ nhìn ra thôi thì với cái việc mà lãi suất tiền gửi bây giờ khá thấp thì tôi cho rằng là cái cái dòng tiền nó vẫn sẽ đổ vào thị trường chứng khoán nhiều hơn bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam xét về mặt giá thị thực của một số doanh nghiệp tốt thì nó vẫn đang khá là rẻ nên là nó nó có thể đấy là cái cơ hội cho rất nhiều nhà đầu tư thị trường chứng khoán là một thị trường bên cạnh các yếu tố đầu cơ tức là dòng tiền nó vào nhiều thì nó nó tăng cao À, chỉ số chứng khoán sẽ tăng và giá cổ phiếu nhiều cổ phiếu nó sẽ tăng thì đấy là cơ hội tuy nhiên thì nó vẫn có những cái giá trị thực của nó uh, hợp lý mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể nhận định và định giá được à, còn đối với thị trường bất động sản thì thì tôi cho rằng thì cơ hội nó chỉ có dành cho ở những cái phân khúc hoặc là những cái khu vực nhất định mà chỉ dành cho những nhà đầu tư nhất định thôi. À, thị trường bất động sản Việt Nam hiện tại xét cho cùng thì giống như tôi đã có một số lần rồi đã phân tích đấy thì rõ ràng là giá bất động sản vẫn quá là cao so với lại cái giá trị thực sự của nó. Bởi vì chẳng hạn như chúng ta nói đến cái giá trị thực của bất động sản tức là khả năng tạo dòng tiền của một cái bất động sản cho thuê hoặc là cái khả năng chi trả cho của người dân thì nó vẫn rất là cao. Nên là cái yếu tố đầu cơ À, trong năm 2024 thì chúng ta cũng sẽ chưa chưa thể nào phục hồi được và chúng ta à, phải giảm yếu tố đầu cơ xuống thậm chí là những cái nhà đầu tư mà có à, đã đầu cơ rồi thì năm 2024 là một cái cơ hội để chúng ta à, bán bớt danh mục để chúng ta thậm chí chúng ta thể có thể bán lỗ để chúng ta giảm bớt cái rủi ro cho mình thì thì đó là cơ hội thôi còn cơ hội để kiếm được tiền nhiều giống như những năm trước bóng bóng như những năm trước thì rõ ràng là trên trường bất động sản nó không còn nhiều đâu nó chỉ dành cho những người rất là chuyên nghiệp rất là am hiểu mà phải có cái nguồn lực thực sự À, vâng cảm ơn anh và qua buổi trò chuyện với chuyên gia kinh tế Hồ Bá Tịnh ngày hôm nay thì chắc hẳn là quý khán giả cũng đã có được một cái nhìn tổng quan về bức tranh kinh tế của Việt Nam và thế giới trong năm 2023 Và có được những cái nhìn của mình về kinh tế trong năm 2024 và từ đó thì chúng ta sẽ có được những nhận định và các quyết định của mình trong việc đầu tư trong năm tới đây nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào thì có thể uh, gửi đến cho chúng tôi bằng cách comment vào phía dưới video này và chúng tôi sẽ cùng với những chuyên gia của mình thì sẽ uh, giải đáp những câu hỏi của quý vị trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ thì uh, thời lượng của chương trình đã hết. Rất là cảm ơn uh, chuyên gia kinh tế Hồ Bá Tình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.